Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Và chiếc xe này nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn quý vị và các bạn nhé. Và cái phiên bản này là phiên bản rất là hiếm có, khó tìm tại thị trường Việt Nam. Tại vì sao tôi lại nói nó là cái phiên bản hiếm có, khó tìm tại thị trường Việt Nam? Tại vì chiếc xe này là cái phiên bản nội địa của Hàn Quốc quý vị và các bạn ạ. Được sản xuất và xuất ra thị trường nội địa của Hàn Quốc luôn. Phiên bản Avante. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 nhưng nó là form của Elantra Việt Nam đấy ạ. Phiên bản Elantra 2013-2014 là cái form này đấy ạ. Ở thị trường nội địa nó là phiên bản Avante quý vị bạn nhé. Phiên bản này nó cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam và đặc biệt của nó là rất nhiều đồ chơi quý vị bạn ạ. Toàn bộ những cái chữ rồi những cái đầu DVD nó cũng toàn bộ là tiếng Hàn hết ạ. Đây, và nó được trang bị rất là nhiều option từ đèn bi xenon này, đèn gầm này, cửa nóc này, khóa thông minh, đề nổ start stop, điều hòa tự động, ghế da và là ghế điện quý vị bạn nhé. Phiên bản này là cái bộ gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Gương thì nó lại hình giống như là gương của chiếc xe Sonata quý bạn nhé. Đây là cái gương này, gương này giống như gương của một chiếc xe Sonata và form của Elantra quý bạn ạ. Đấy. Form như là form Elantra phiên bản 13-14. Đấy. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp. Đây tôi cho quý vị các bạn xem, biển số rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, biển số này, biển 29A79789, đuôi tiến 789 và có cả 79 thần tài lớn quý vị bạn ạ. Biển số rất là đẹp rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 408 triệu đồng quý vị các bạn nhé, cho một chiếc xe phiên bản này, nhập khẩu, nhập nội địa Hàn Quốc này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Avante này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Avante phiên bản nội địa Hàn Quốc này ạ. Rất nhiều option quý vị và các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết bình thường ở một chiếc xe Hàn Quốc thì nó đã có rất nhiều option rồi. Nhưng chiếc xe này là cái phiên bản nội địa của Hàn Quốc, nó lại còn nhiều option hơn rất là nhiều những các xe khác quý vị và các bạn nhé. Được trang bị là khóa thông minh, đèn nổ start stop, đèn pha bi xenon, đèn LED và cái điều đặc biệt nữa là nó có cả cửa nóc, ghế da, ghế chỉnh điện và động cơ GDI quý vị bạn nhé. Động cơ của nó là khác biệt với những cái phiên bản khác, nó được trang bị là động cơ GDI. Động cơ này rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Avante 2010 nội địa Hàn Quốc này. Đầu tiên tôi sẽ dừng lại ở cái phần đầu, phần ba đời số trước để giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần đầu, cái phần mà được trang bị đèn đấy ạ. Đèn được trang bị là đèn pha bi xenon, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, ngay từ những năm 2010 mà những chiếc xe này đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ và máy móc nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Cái cụm đèn pha cũng còn rất là đẹp. Đấy, đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe đấy ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương.
khóa thông minh để nổ bấm tay mở cửa cả cửa trước và cửa sau quý vị bạn nhé. Và la răng đúc 17 inch đấy, rất là to, rất là đẹp, nó ngang với những chiếc xe Camry đấy quý vị bạn ạ. Ở những cái năm 2010 mà chiếc xe này tuy là ở cái phân khúc hạng C nhưng option thì nó ngang với những chiếc xe hạng D quý vị bạn ạ. La răng đúc 17 rất là đẹp. Đấy. Và đằng sau thì cũng đã được trang bị từ camera lùi cho đến cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn ạ. Đấy, option rất là nhiều. Cụm đèn hậu cũng rất là mới, chưa có xước sát gì cả, rất là bóng bẩy. Phiên bản Avante M16GD. M16GD quý vị bạn nhé. GDI, nhưng nó mất cái chữ Y ở đây rồi. Nó là cái phiên bản động cơ GDI đấy ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Bên ngoài, nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Cái nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều, nền rất là căng. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nền rất là căng đấy ạ. Đấy, đây là cái phần nền của cái xe này nhé. La răng đúc cũng rất là đẹp quý vị bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương và có cả cửa nóc rồi quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe hạng C từ năm 2010 mà đã có đầy đủ option này rồi, nó phải ngang với những chiếc xe hạng D đấy. Nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều, rất là bóng. Thôi để hôm nay là trời nắng này cho nên là nó rất là đẹp đấy quý bạn ạ. Nếu như mà những cái nước sơn này mà không còn nguyên bản, nền không còn căng, nhìn nó lộ ngay ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý vị bạn cùng xem ạ. Keo chỉ nguyên bản này, đây là cái cánh cửa này, táp bi của cái cánh cửa này, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đó, keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một cái phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết ạ. Táp bi cửa đây ạ, táp bi cửa rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này, lên xuống kính này. Đấy. Và đây bậc cửa này, ghế da, nội thất ghế da là còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký cuối năm 2010 và đăng ký biển Hà Nội. Đấy. Ghế chỉnh điện đây quý bạn ạ, ghế lái chỉnh điện này. Ghế không những nó có chỉnh điện mà nó có cả sấy ghế trước, sấy ghế sau, option thì rất là nhiều quý bạn ạ. Đấy, cửa nóc, đây là cái cửa nóc của chiếc xe đây ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 đấy ạ. Đấy, sản xuất tại Hàn Quốc và nó xuất ra thị trường Hàn Quốc luôn ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản ạ. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển đấy. Tất cả chiếc xe này là còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Chưa có làm lại một cái gì cả. Từ vô lăng này, vô lăng còn nguyên bản này. Đấy. Tuy là nó có xước sát có một chút thôi, do năm tháng sử dụng xước là cái chuyện bình thường quý vị bạn nhé, nhưng nó còn nguyên bản đấy. Tần số này. Đấy, ghế chỉnh điện, cửa nóc đầy đủ hết cả rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Một chiếc xe từ năm 2010 còn nguyên bản. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau. Táp bi cửa phía sau bên lái đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. À, đây là cái phần keo chỉ này, còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. À, nội thất ở phía sau này, chúng tôi mua về cho nên là chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi quý vị bạn nhé. Đây này, những cái này là bẩn đi, dọn dẹp nó sẽ sạch, là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đây. Từ những cái ghế này chúng tôi cũng chưa đánh. Đấy. Có như thế nào là tôi quay nguyên như thế vậy cho quý vị và bạn cùng xem đấy ạ. À, nhưng mà cơ bản là cái trần rất là sạch sẽ đây quý vị bạn ạ. Trần rất là sạch này, có cửa nóc này. Đấy, từ những cái phần này, nỉ này, phần nhựa này đều rất là mới. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để khám phá về cái phần nội thất
cũng như về những cái phần option của chiếc xe này. Đầu tiên là cái cảm giác của tôi khi ngồi ở cái hàng ghế thứ sau này này. Ngồi ở hàng ghế thứ sau nó rất thoải mái quý vị bạn ạ. Đấy, cái khoảng không còn trống rất là nhiều, rất là rộng rãi ạ. Một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C. Rất là rộng ạ. Đây là cái cửa nắp quý vị bạn nhé. Đây, tôi sẽ cho quý vị bạn xem là cái cửa nắp. Cửa nắp cũng auto, một chạm, chỉ cần bấm một cái là mở thôi. Đấy, cửa nắp auto, tôi mở ra để lấy ánh sáng quay cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, và cái phần tablo đây quý vị bạn ạ. Nhìn vào cái phần tablo này thì quý vị các bạn thấy được là cái phiên bản này là cái phiên bản nội địa Hàn Quốc, cho nên là xe cũng đã được trang bị đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi. Nhưng cái đầu DVD này là toàn tiếng Hàn hết quý vị bạn nhé, nội địa Hàn, cho nên là nó có toàn tiếng Hàn hết này. Kể cả những cái phần bên dưới này, cụm điều hòa đây, nó trang bị là rất đầy đủ, từ điều hòa auto này. Điều hòa auto, tôi bật cái điều hòa lên cho quý vị bạn cùng xem nhé. Điều hòa auto và hai vùng ấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Hai vùng điều hòa độc lập luôn quý vị bạn nhé. Này. Bên này tôi có thể để riêng. Đấy, hai vùng độc lập luôn. Khóa thông minh, đề nổ start top. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét đã lăn bánh được 75.000 km rồi, tức là 7,5 km quý vị bạn nhé. Đấy. Đây, và cái đặc biệt nữa là hàng ghế trước có xây ghế này. Hàng ghế sau cũng có xây ghế luôn quý vị bạn nhé. Đây là xây ghế trước. Ghế chỉnh điện này còn có cả xây ghế nữa. Cái phiên bản nội địa Hàn nó mới có được quý vị bạn ạ. Chứ còn nếu như phiên bản xuất sang Việt Nam mình thì nó option nó không nhiều như này đâu ạ. Đấy. Và có cả cảnh báo áp suất lốp đây quý vị bạn ạ. Cảnh báo áp suất lốp này đang bị thiếu áp suất cho nên nó báo đấy quý vị bạn nhé. Đấy, đang thiếu áp suất lốp cho nên là nó đang báo ở cái cảnh báo này. Tôi lại đóng cái cửa nóc này lại quý vị bạn nhé, chỉ cần một chạm thôi ạ. Đấy, chỉ cần một chạm thôi là cái cửa nóc này nó tự đóng ạ. Cửa nóc auto, cửa nóc một chạm đấy ạ. Đấy. Và đây, hàng ghế sau cũng có sấy ghế quý vị bạn nhé. Hàng ghế sau cũng có sấy ghế luôn quý vị bạn này. Sấy ghế ở hàng ghế phía sau. Đấy. Nó là option thì mênh mông rồi. Option thì rất là nhiều quý vị bạn ạ. Hàng ghế sau này có sấy ghế cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy. Ấm luôn, mùa đông này đi những chiếc xe mà có sấy ghế thì ngồi rất là ấm ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Đây là cái phần cốp sau này, cốp sau có công tắc điện đây luôn này. Đấy, mở cốp. Ốc cốp sau đây quý vị các bạn nhé, ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản luôn này. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đó, những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết này. Cái ốc cốp sau cũng còn nguyên, chưa có một cái ốc nào mở đâu quý vị bạn nhé, còn nguyên bản hết đây. Và cái phần đằng sau này cũng rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, chỉ có hơi bẩn một chút như này là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì này, nó hơi bẩn. Đấy, chúng tôi mới lấy về buổi chiều hôm qua cho nên là chưa có dọn dẹp gì cả, chỉ có gọi là rửa hút bụi một chút thôi ạ. Đây là cái phần này. Cốp sau. Cốp sau thì lớp sơ cua và bộ đồ nghề này còn nguyên, chưa dùng tí nào quý vị bạn ạ. Đấy. Cái lốp sơ cua thì nó nhỏ hơn cho nên là chưa ai dùng đến mấy những cái lốp sơ cua này. Lốp sơ cua còn nguyên, chưa dùng. Và bộ đồ nghề, kích đồ nghề này cũng còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi này rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị cả sấy ghế sau. Đấy, đây là cái sấy ghế sau nhé. Keo chỉ là nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ nguyên bản. Đấy, ốc bản lề phía sau còn nguyên bản hết. Rất là đẹp, nội thất cũng rất đẹp luôn quý vị bạn ạ. Từ những cái phần nhựa, những cái phần nỉ trần còn rất là mới. Và đặc biệt những cái phiên bản nội địa này là cái độ an toàn của nó rất là cao. Túi khí là quanh xe luôn quý vị bạn ạ. Đấy, túi khí quanh xe.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần táp bi cửa trước bên phụ ạ, cũng được bấm tay để mở cửa đấy. Keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây, keo chỉ của cái cánh cửa. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên hết này. Đấy, còn rất là mới. Rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ. Táp bi cửa này. Rất là đẹp luôn. Táp lô, táp bi đều rất là đẹp, rất là mới. Vô lăng, cần số đều rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Ra đây cái nội thất da cao cấp và nguyên bản của xe nhé. Chúng tôi chưa có dọn gì thì nhìn nó hơi bẩn một chút đây, nhưng mà nó là nguyên bản quý vị bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau đấy còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đầy đủ và rất đẹp. Option thì không còn thiếu cái gì cả. Từ ghế da, ghế điện, cửa nóc, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cảnh báo áp suất lốp, đèn pha, đèn LED, đèn pha, đèn bi xenon, đủ hết cả luôn quý vị bạn nhé. Cái phiên bản này là cái phiên bản đặc biệt, hiếm có, khó tìm tại thị trường Việt Nam mình. Trên thị trường Việt Nam mình là gần như không có cái phiên bản này đâu. Đấy, cho nên là trái tim của chiếc xe Avante 2010 này là được Hyundai trang bị cho một cái khối động cơ xăng, động cơ GDI quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái khối động cơ GDI quý vị bạn ạ. Động cơ này nó khác với những cái phiên bản trong nước mình, hoặc là khác với những cái phiên bản nhập khẩu như phiên bản không phải là phiên bản nội địa, phiên bản xuất sang Việt Nam chẳng hạn, thì nó là khác. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo đây còn nguyên hết ạ, keo chỉ còn nguyên. Và cái tấm chắn nóng này, tấm cách nhiệt này quý bạn thấy rất là mới. Đấy, một chiếc xe nó mới như này đấy ạ. Đấy, cái tấm này rất là mới quý bạn ạ. Và động cơ cũng rất là mới quý bạn nhé. Tôi đang nổ đây cho quý vị các bạn thấy được là cái động cơ GDI này. Đây là động cơ GDI này. Nó khác biệt với những phiên bản khác tại thị trường Việt Nam. Và phiên bản này là phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản nhập khẩu thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Nếu như quý vị các bạn nào hiểu biết thì sẽ biết ngay những cái phiên bản nhập khẩu là máy nó có hơi mốc mốc một chút. Là từ những cái lúc, kể cả những lúc mới mua cơ, là cái máy nó cũng hơi mốc một chút, là do đi đường biển ấy. Đường biển nó có hơi nước muối mặn, cho nên là cái máy bao giờ nó cũng có độ thâm, độ mốc của cái hơi nước biển ấy. Nhưng điều đặc biệt là quý vị các bạn thấy đấy ạ, từ ốc chân máy này, ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, chưa có một cái ốc nào tháo ra đâu quý vị bạn nhé. Còn nguyên bản hết này, còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Phiên bản này nó rất là hiếm. Nếu như một chiếc xe Avante ngày năm 2010 mà mới cái phiên bản trong nước, hoặc những cái phiên bản không phải là phiên bản nội địa Hàn Quốc, nó chỉ có giá dao động khoảng độ 30.000 đô thôi. Nhưng chiếc xe này thời điểm năm 2010 mới nó có giá đến 38 cho đến 40.000 đô quý bạn ạ. Mà cái phiên bản này thì cực kỳ hiếm, khó mua. Phiên bản đấy thời điểm đấy bán từ giá dao động từ 38 đến 40.000 đô quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Avante phiên bản máy GDI, phiên bản nội địa Hàn Quốc này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Avante phiên bản M16 GDI này quý vị và bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 408 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Năm 2010 cho nên là chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa, chúng tôi chỉ bán trả tháng thôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.